Mở đầu bản tin công đồng mạng là bản tin thời sự quốc tế. Phóng viên Marina Oksianikova nổi tiếng sau vụ bất ngờ xuất hiện trường áp phích chống cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Trong một chương trình truyền hình ít tuần sau khi chiến tranh nổ ra, cô Marina Oksianikova bị bắt trở lại vào hôm 10 tháng 8 năm 2022. Vào thời điểm tháng 3 năm 2022, người phụ nữ 44 tuổi đã gây bất ngờ cho một bộ phận công luận Nga, bất ngờ khi đã dũng cảm bày tỏ chính kiến ngay trên một kênh truyền hình ủng hộ Điện Kremlin nơi cô làm việc. Vào thời điểm đó cô đã bị câu lưu, một tòa án ở Moscow đã phạt Oksiana nikova về vi phạm hành chính với khoản tiền là 30.000 rub. Nhưng Marina Oksiana không dừng ở đó. Kể từ cuối tháng 7, kova cũng đã hai lần bị phạt vì bị cáo buộc làm mất uy tín của quân đội Nga, đặc biệt do nhiều thông điệp chỉ trích cuộc tấn công của Nga tại Ukraine đăng tải trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động phản đối tại nơi công cộng vào giữa tháng 7 vừa qua đã dẫn đến việc chính quyền Nga cho mở điều tra. Marina Ovsianikova đã biểu tình tại một địa điểm gần điện Kremlin với tấm biển ghi Putin là kẻ sát nhân, binh lính của ông ta là phát xít. 352 em bé đã chết, sẽ còn bao nhiêu trẻ em bị giết hại? Bên cạnh của ta là một số đồ chơi đẫm máu. Trả lời AFP, luật sư Dmitry Savtavtov cho biết, một cuộc điều tra đã được mở ra để chống lại thân chủ của ông. Bị cáo buộc đã phổ biến thông tin sai lệch về quân đội Nga Người phóng viên này đã phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Nếu bị tòa án Nga kết tội, nhiều người ca ngợi lòng dũng cảm của phóng viên Ovsianikova trong bối cảnh chính quyền Nga đàn áp mọi tiếng nói chỉ trích cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, thái độ với Ovsianikova không hoàn toàn thống nhất. Trong phe đối lập Nga, nhiều người chỉ trích cô về thời gian làm việc cho Perfect Canal, một cơ quan phát ngôn của Điện Cameron tại Ukraine, nhiều người nghi ngờ Marina Oksianikova là người của an ninh Nga. Cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine khiến tình cảm hoài nghi, thù địch dâng lên cao độ trong xã hội Ukraine. Bất cứ người nào từng tham gia vào cổ máy tuyên truyền cho chế độ Putin cũng bị coi là khả nghi. Sau vụ trương biểu ngữ chống xâm lược Nga lên truyền hình, Marina Oksianikova ra nước ngoài, tờ báo Die Welt của Đức mời cô cộng tác trong một thời gian ngắn tiếp theo vẫn là tin thế giới phần lan là quốc gia châu âu mới nhất từ chối cấp thị thực cho công dân việt nam mang hộ chiếu mới với lý do tương tự như các nước khác hiện đang không công nhận hộ chiếu màu xanh tím than vì thiếu nơi sinh đức là nước đầu tiên không công nhận mẫu hộ chiếu mới của việt nam khi đưa ra thông báo hôm 27 tháng 7 rằng thiếu thông tin nơi sinh khiến họ không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc sau đó cũng đã đưa ra quyết định trong tương tự lần lượt vào ngày 1 tháng 8 và 2 tháng 8 khi nói rằng nơi sinh là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen, tức 26 nước châu Âu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha sau đó một tuần đã đảo ngược quyết định và tiếp tục cấm thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới với yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi sinh. Trong một thông báo đưa ra vào hôm 11 tháng 8, đại sứ quán Phần Lan ở Hà Nội cho biết nước này đã quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam có màu xanh tím than mà Bộ Công an bắt đầu cấp từ ngày 1 tháng 7. Hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đại sứ quán Phần Lan nói trong thông cáo khi giải thích lý do cho quyết định đưa ra vào hôm 11 tháng 8, đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Lan. Vì các quốc gia châu Âu không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, khiến nhiều công ty du lịch lữ hành trong nước gặp khó khăn và thậm chí phải hủy các tour du lịch cho các khách đi châu Âu. Trước các bất cập mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sẽ có những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 8 đã yêu cầu Bộ Công an tìm ra giải pháp xử lý. Khi bị chất vấn về vấn đề này tại Quốc hội hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật và cho biết đã có giải pháp khắc phục bằng việc bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới để tạo thuận lợi cho công dân. Tuy nhiên ông Lâm vẫn khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội thông qua vào năm 2009 và rằng mẫu hộ chiếu mới phù hợp với công lệ và rằng mẫu hộ chiếu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo Bộ Công an tính đến nay đã có hơn 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới được cấp cho công dân trên toàn quốc. Giải thích việc hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh, Bộ này cho biết theo quy định của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Các thông tin khác như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có. Trả lời báo chí vào hôm 11 tháng 8 về bất cập trong vấn đề hộ chiếu mới, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, cục lãnh sự của Bộ ngoại giao và cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ công an hôm 9 tháng 8 đã có buổi làm việc với đại sứ quán Đức, Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha tại Hà Nội và đề nghị các nước phối hợp tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Theo VnExpress, Bà Hằng cũng cho biết rằng giới chức Việt Nam thống nhất trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị. Đại sứ quán Phần Lan thông báo vào hôm 11 tháng 8 nói rằng họ sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên EU Schengen và phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này trong lúc không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực, giấy phép cư trú của đường đơn xuất trình hộ chiếu mẫu mới này cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh Tây Ban Nha, Anh và Pháp là hai nước châu Âu khác hiện vẫn tiếp tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới. Dù công nhận trở lại hộ chiếu mới của Việt Nam, Tây Ban Nha vẫn cảnh báo rằng thị thực được cấp trên hộ chiếu mới sẽ không có giá trị để nhập vào vùng lãnh thổ của các nước thành viên Schengen mà ở đó hộ chiếu mới không được chấp nhận. Vừa rồi là phần tin thế giới và tin người Việt hải ngoại, sau đây là tin trong nước liên quan đến chính trị. Hai nhà lãnh đạo tổ chức xã hội dân sự có đăng ký với nhà nước được giảm án tù trong phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 11 tháng 8. Một người còn lại bị xử trong vụ án khác trong buổi chiếu lại bị tuyên y án sơ thẩm. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho nhà báo Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng MEC và ông Bạch Hùng Dương, giám đốc của tổ chức này. Ông Lợi được giảm từ 48 tháng tù xuống còn 45 tháng tù. Ông Dương được giảm từ 30 tháng tù xuống còn 27 tháng tù. Cả hai đều bị kết tội trốn thuế. Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông tin từ tòa phúc thẩm cho biết việc giảm án cho ông lợi căn cứ vào việc ông này có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình chủ động khắc phục một phần số tiền trốn thuế, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Đối với ông Bạch Hùng Dương, việc giảm án căn cứ vào việc bị cáo đồng phạm với vai trò giúp sức nhưng không hưởng lợi gì từ hành vi trốn thuế. Bản thân cũng đang mắc bệnh. Sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư Huỳnh Phương Nam, người bào chữa cho ông Mai Phan Lợi, cho Đại Á Châu Tự Do biết như sau. Kết quả phiên tòa hôm nay là giảm án 3 tháng so với án sơ thẩm. Giảm án là do bị cáo tiếp tục khắc phục một phần số tiền trốn thuế. Số tiền khắc phục thêm 400 triệu nữa. Tổng số tiền trong bản án sơ thẩm quy kết là 1 tỷ 970 mấy triệu có lẽ theo luật sư thì tổng số tiền gia đình của nhà báo Mai Phan Lợi đã nộp là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên luật sư Huỳnh Phương Nam từ chối bình luận thêm về phiên tòa. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng MEC có doanh thu là các khoản tiền tài trợ từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng nhưng lại trốn thuế. Ông Lợi bị cho là đã chỉ đạo ông Dương và các cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền bị cho là trốn thuế là gần 2 tỷ đồng. Ông Mai Phan Lợi từng là phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Tuy nhiên ông bị rút thẻ nhà báo và hồi năm 2016 do một thăm dò trên nhóm Facebook diễn đàn nhà báo trẻ. Trước khi ông bị bắt giữ với cáo buộc trốn thuế, ông Lợi đồng thời là sáng lập viên và quản trị của hai nhóm Facebook về báo chí có hơn 100.000 thành viên. Trong phiên xử phúc thẩm vào buổi chiều cùng ngày, tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội tuyên y án sơ thẩm đối với ông Đặng Đình Bách, giám đốc trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững. Do ông này không nhận tội và không đồng ý khắc phục số tiền 1,3 tỷ đồng bị cho là trốn thuế. Ông Bách bị bắt hồi năm 2021 và trong phiên tòa vào ngày 24 tháng Giêng năm nay, ông bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 5 năm tù giam. Cáo trạng cho rằng từ năm 2016 cho đến năm 2020, tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững do ông Bách làm giám đốc, nhiều lần không nộp hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ nước ngoài. Bà Trần Phương Thảo cho phóng viên RV biết tuy bà được tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cấp cho thẻ người nhà bị cáo để vào trong phòng xử án theo dõi phiên tòa, nhưng lực lượng an ninh không cho bà vào. Buộc bà phải ngồi ngoài cổng của tòa nhà và chỉ nhìn thấy chồng khi ông bị đưa vào phòng xử án. Bà cho biết lực lượng an ninh được bố trí dày đặc trong khu vực xung quanh tòa án trụ sở của tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Lực lượng an ninh không cho luật sư mang theo máy tính sách tay và điện thoại vào trong phòng xử án. Nhà chức trách Việt Nam không cho phép đại diện ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đức và Liên minh châu Âu đến dự phiên tòa với lý do, theo bà Thảo thuật lại, là phòng xử án không đủ chỗ ngồi. Về kết quả phiên tòa, bà nói, kết quả phiên tòa hôm nay là y án 5 năm tù cho chồng tôi tôi là vợ mà không được vào tham dự phiên tòa xét xử công khai chồng mình đấy là một điều tôi vô cùng phẫn nộ và ức ức tôi không quá bất ngờ về phiên tòa hôm nay và sẽ chuẩn bị tinh thần từ trước là sẽ không có gì thay đổi nhiều chồng tôi phủ nhận tất cả các cáo buộc vẫn cho rằng mình vô tội quan điểm của luật sư cũng theo hướng chứng minh chồng tôi vô tội do gia đình tôi không nộp tiền khắc phục hậu quả và đó là lý do tòa không cho xét tình tiết giảm nhẹ Cả hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới VNGO EVFTA. Mạng lưới này bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự và hình thành vào tháng 11 năm ngoái nhằm phổ biến thông tin về Hiệp định Mậu Dịch Tự Do Liên Âu Việt Nam. Sự hình thành các xã hội dân sự Việt Nam và ban tư vấn trong nước. Trong năm nay, Việt Nam bỏ tù 4 nhà hoạt động xã hội dân sự với tội danh trúng thuế theo Điều 200 của Bộ Luật Hình Sự. Giữa tháng 6 vừa qua, nhà hoạt động môi trường Nguyễn Thị Khanh, lãnh đạo tổ chức Green ID và là người được giải thưởng môi trường danh giá Goldman bị kết án 2 năm tù giam. Nhiều chính phủ trên thế giới và tổ chức nhân quyền chỉ trích việc Việt Nam đàn áp xã hội dân sự có đăng ký, yêu cầu Hà Nội trả tự do cho bốn nhà lãnh đạo xã hội dân sự nói trên. Tình tham nhũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Võ Ngọc Thành cũng bị Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật. Ngoài ông Thành, ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 đến 2026 cũng bị đề nghị Ban Bí thư kỷ luật. Trong khi đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật mức cảnh cáo đối với các ông Đỗ Tiến Đông, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư ban cán sự Đảng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh cờ ba thuyên tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ phước thành tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn đức hoàng nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai các ông nguyễn anh dũng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính lưu trung nghĩa tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phạm duy du bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường bị kỷ luật khiển trách Sai phạm của những lãnh đạo và tổ chức do họ phụ trách được cho biết vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh, Báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đắc Đoa. Tin an ninh mạng Liên tiếp có hai Facebooker bị thanh tra sở thông tin truyền thông trong thành phố Đà Nẵng xử phạt hành chính tổng cộng là 15 triệu đồng, với cáo buộc đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo, tổ chức. Theo báo VTC News hôm 11 tháng 8, hai người này là LTH và LPD Bản tin cho biết ông Age đã đăng tải bài viết có một nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức cũng như bình luận xuyên tạc không có căn cứ. Tuy vậy, hành vi cụ thể thế nào thì không được nói rõ. Cùng thời điểm Facebooker LPD bị phạt tiền vì đăng bài viết những con sâu bự ăn test kit tại Đà Nẵng sắp bị vạch trần trên trang cá nhân. Bài đăng của Facebooker này bị cho là có liên quan đến vụ bắt giữ của ông Tôn Thức Thạnh, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đà Nẵng hồi tháng 6. Trang web công an thành phố Đà Nẵng hôm 11 tháng 8 dẫn lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng rằng không có tiêu cực ở các cấp khác của thành phố ngoài vụ án CDC Đà Nẵng. Nhưng vấn đề trên không gian mạng nói về tình hình thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch là không có cơ sở. Việc này thì Ban Thường vụ Thành ủy đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhất là cơ quan kiểm tra, cơ quan thanh tra, rồi cơ quan điều tra đã làm rất kỹ. Ngoài những tiêu cực của một số cán bộ thuộc CDC thì chúng ta không có tiêu cực ở các cấp khác. Điều này tôi có thể khẳng định, ông Quảng nói. Tương tự các vụ phạt và trước đây, cả hai Facebooker LTH và LPD đều trong tình thế phải thừa nhận thành vi mà họ bị cáo buộc cam kết gỡ bài và nộp phạt Đến nay, gần như tháng nào tại các tỉnh thành ở Việt Nam cũng có vụ xử phạt Facebook với cáo buộc xúc phạm lãnh đạo, xúc phạm công an tại các tỉnh thành với mức phạt do công an tùy tiện ấn định là 7 triệu rưỡi đồng một mỗi người. Liên quan các vụ xử phạt này, báo Công an Nhân dân hôm 8 tháng 8 cáo buộc rằng một số Facebooker triệt để lợi dụng các tính năng của mạng xã hội để tuyên truyền, vu cáo, ý đồ kích động chống đảng, nhà nước chính quyền các cấp gây rối loạn về thông tin. Do vậy mà Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông phải phối hợp triển khai nhiều giải pháp đấu tranh đồng bộ về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để gỡ bỏ các bài đăng. Tin xã hội, vụ đình công kéo dài từ ngày 5 cho đến ngày 10 tháng 8 của gần 2.000 người lao động làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ivory Việt Nam tại thị trấn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa kết thúc và công nhân trở lại làm việc. Thông tấn xã Việt Nam loan tin vào ngày 10 tháng 8 khi cuộc đình công chấm dứt và nêu lý do đình công của người lao động đòi tăng lương và cải thiện chế độ phúc lợi. Những người tham gia đình công nói rằng mức lương hiện nay của họ thấp hơn so với mặt bằng chung cũng như mức chia các bậc lương mà công ty đưa ra chưa hợp lý. Theo công nhân phản ánh, có người làm cả chục năm mà vẫn ở mức lương bậc 1, người ra tiền thưởng năng suất hàng tháng quá thấp. Sau 3 ngày đình công, vào ngày sáng ngày 8 tháng 8, phía đại diện công ty Ivory tiến hành đối thoại với công nhân và kết quả lãnh đạo tổng công ty quyết định tăng thêm 200.000 đồng mỗi người cho toàn thể công nhân. Công ty cũng đồng ý vào ngày 6 tháng 8, công nhân đình công vẫn được hưởng lương người lao động vẫn chưa đồng ý vì cho rằng còn có yêu cầu khác chưa được đáp ứng. Tuy nhiên, cho đến ngày 10 tháng 8, họ đã trở lại làm việc sau khi cơ quan chức năng địa phương xuống làm việc. Ivory Việt Nam là doanh nghiệp may mặc trang phục, trừ trang phục từ lông thú do Hàn Quốc đầu tư. Thưa quý khán thính giả, trong một hài xã hội chủ nghĩa hôm nay, Thiên Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện hài xã hội chủ nghĩa có tựa đề biểu tượng do Facebooker Xuân Ly chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 24 tháng 7. Từ nguồn Chu Vĩnh Hải, mời quý vị cùng theo dõi. Hại xã hội chủ nghĩa, biểu tượng Một người Do Thái ở Nga nhận được giấy phép chuyển về quê hương Israel sinh sống. Khi làm thủ tục xuất cảnh, nhân viên hải quan Nga kiểm tra hành lý của ông ta phát hiện một bức tượng bán thân Lenin. Cái này là cái gì? Người Do Thái. Sao anh lại hỏi như vậy? Anh nên hỏi tôi thế này, ông ấy là ai? Lên nên là người đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội, mang lại điều tốt đẹp cho người dân Nga. Tôi mang bức tượng bán thân này theo để kỷ niệm những ngày tươi đẹp đã qua. Anh nhân viên hải quan Nga rất ấn tượng với câu trả lời, chà đúng vậy, ông có thể đi qua. Tại sân bay Tel Aviv, nhân viên hải quan Israel khi nhìn thấy bức tượng bán thân cũng hỏi, cái này là cái gì? Người Do Thái. Câu hỏi, cái này là cái gì? Là câu hỏi sai, anh phải hỏi thế này: Ông ấy là ai? Đây là Lenin. Tôi phải rời khỏi Nga vì nhân vật phản diện điên rồ này. Tôi mang theo để tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày và nguyền rủa ông ấy. Nhân viên hải quan Israel cũng rất ấn tượng. Chà, đúng vậy, ông có thể đi qua. Người Do Thái về đến nhà mới của mình ở Israel, trang trọng đặt bức tượng bán thân Lenin lên tủ và mời đông đảo người thân tới dự tiệc mừng lưu dấu ngày trở về một đứa cháu trai của ông trông thấy bức tượng liền hỏi ông ấy là ai người do thái câu hỏi ông ấy là ai là câu hỏi sai cháu phải hỏi thế này cái này là cái gì đây là 10 kg và 24 cara không đóng thuế thuế xuất nhập khẩu cũng được miễn trừ và cũng không cần phải trả thuế giá trị gia tăng Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thiên Hà xin gọi đến quý vị phê phán tệ nạn phóng sinh của tác giả Phạm Văn Lý do Facebooker Daisy Nguyễn chia sẻ trên nhóm Facebook những câu chuyện ý nghĩa thú vị ngày 10 tháng 8 năm 2022. Mời quý vị cùng theo dõi. Phóng sinh hay tạo nghiệp? Tháng 7 nói về chuyện phóng sinh. Phóng sinh hay tạo nghiệp? Tôi hỏi một sư thầy rằng chim chóc ở đâu ra mà nhiều vậy? Thầy bảo không ở rừng mang về thì ở đâu? Tôi hỏi tiếp, nếu không có những cuộc phóng sinh như thế này thì liệu chúng nó có bị đánh bẫy và bị tóm bắt hàng loạt như thế này hay không? Sư thầy lặng lẽ quay gót vào chùa. Tôi nói to, nếu Phật Mở đức hiếu sinh thật sự thì làm ơn đừng bày ra trò phóng sinh nữa. Cứ hàng năm phóng sinh như thế này thì chim chóc bị tuyệt diệt không còn một mống, kinh khủng hơn chiến dịch diệt chim sẻ của Mao Trạch Đông ở đấy ạ. À. Khi chim chóc bị tuyệt diệt thì con người cũng bị tuyệt diệt theo chứ đừng hy vọng mang lại vận may. Có thể chính các thầy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng đàn chim non đang chết khô vì đói, vì chờ chim bố mẹ đi kiếm ăn mãi mãi không về. Và sau đây là phê phán của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 10 tháng 8 về bào chữa ngụy biện của Tô Lâm và các quan chức công an Cộng sản Việt Nam về việc thiếu nơi sinh trên mẫu hộ chiếu mới do Công an Cộng sản Việt Nam phát hành. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cải chạy cải cối, ngoan cố, bảo thủ. Vớ vẩn, Ông nào tới hôm nay trước Quốc hội mà vẫn ngoan cố khẳng định mẫu hộ chiếu mới được căn cứ theo quy định của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thì cứ cách chức đi. Hộ chiếu được sinh ra để phục vụ cho việc xuất nhập cảnh trên bộ, dưới nước, trên không biên giới cửa khẩu, bến cảng chứ không phải chỉ để đi máy bay mà bảo căn cứ vào ICAO. Người kiểm tra hộ chiếu là công an, an ninh, hải quan, biên phòng, người kiểm soát nơi của cửa khẩu chứ không phải nhân viên bán vé, soát vé máy bay, tiếp viên hàng không. Lôi ICAO vào là rất vớ vẩn, cãi chạy cãi cối, ngoan cố, bảo thủ, không chịu nhận sai, không chịu sửa sai, coi thiên hạ không ra gì. Đám chấp nhận sự cãi chạy bữa ấy cũng chỉ là lũ bịch thịt không ra gì. Một việc nhỏ như vậy mà cũng không thể hiện được sự tử tế đàng hoàng thì lặng đi cho trong nước. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay Thiên Hà xin gửi đến quý vị phản đối của nhà báo Nguyễn Tiến Tường đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 10 tháng 8 năm 2022 về những sự kiện tào lao của các quan chức Cộng sản Việt Nam như việc thay tên gọi Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cứ đào hoài ai chịu thấu. Liệt sĩ vô danh thì các anh đòi đục bỏ, thầy liệt sĩ chưa xác định được tên. Giờ trung tâm dạy nghề các anh bắt đổi thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Dạy nghề thì dạy nghề cho cho rồi đi, giáo dục nghề nghiệp cho xoan miệng mới chịu. Thế quái nào là giáo dục nghề nghiệp? Là lấy cà lê mỏ lết nói chuyện nhân luân hay sao? Mong bộ trưởng nhiệm kỳ tới mang họ lấp, chớ đương kim bộ trưởng họ đào, cứ đào hoài ai chịu thấu. Và sau đây là nhận xét của tác giả Viết Châu Nguyễn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 10 tháng 8, 2022 về sự kiện một bộ trưởng Nam Hàn từ chức vì một số chủ trương ngược lòng dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ chức vì không hỏi ý dân Bà Park Soon-ae, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Sản vừa tuyên bố từ chức sau 35 ngày nhậm chức. Theo truyền thông Hàn Quốc hôm nay, lý do vì Bộ Giáo dục Hàn Quốc muốn hạ độ tuổi cho trẻ vào lớp 1 xuống còn 5 tuổi thay vì 6 tuổi như hiện nay. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch xóa bỏ các trường trung học ngoại ngữ, xong phải rút lại vài ngày sau đó. Cả hai đề xuất này do không bàn bạc và lấy ý kiến của quốc dân, đồng bào cho đàng hoàng, nên bị dân phản đối kịch liệt. Và vì thế nên bà Phó Tổng thống Kim Bộ trưởng phải tự chức. Bà Park Sune sinh ngày 21 tháng 4 năm 1965, vốn là giáo sư về chính sách công tại Đại học Quốc gia Seoul, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Giáo dục dưới thời Tổng thống Yoon suk yeol từ năm 2022. Bà là người rất giỏi, từng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Đại học Yonsei và lấy bằng tiến sĩ của Đại học Michigan, Mỹ. Nhưng có lẽ bà chưa có kinh nghiệm chính trị nên đã sai lầm khi thiếu tôn trọng ý kiến của người dân. Hình bà khi nhậm chức tươi tắn và hình chiều nay quá buồn luôn. Ở Việt mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục nào tự chức khi dân không tán đồng như vậy không nhỉ? Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta, mở đầu là bài bình luận của nhà báo Trân Văn có tựa đề Công lý vẫn là thủ thuật trị an, đăng trên trang blog VOA ngày 10 tháng 8. Mời quý vị cùng chia sẻ. Công lý vẫn là thủ thuật trị an. Nếu đối chiếu với những gì đã biết trong vụ tai nạn vừa kể, có lẽ điều đầu tiên cần phải đặt ra là công lý có hiện diện tại Việt Nam. Chuyện ông Minh bị khởi tố có đồng nghĩa với thực thi công lý hay không? không ít người bày tỏ sự hài lòng khi cuối cùng ông Hoàng Văn Minh, thiếu tá trợ lý tài chính của trung đoàn 937 thuộc sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân cũng bị khởi tố về liên quan đến vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 trên đường 16 trên 4 ở thành phố Phan Rang, Tháp chạm tỉnh Ninh Thuận, khiến cô Hồ Hoàng An 18 tuổi thiệt mạng. trong đó có không ít người bảo rằng công lý đã được thực thi tuy nhiên nếu đối chiếu với những gì đã biết trong vụ tai nạn vừa kể có lẽ điều đầu tiên cần đặt ra là công lý có hiện diện tại việt nam chuyện ông minh bị khởi tố có đồng nghĩa với thực thi công lý hay không Bất chấp những video được clip được trích xuất từ các camera giám sát quanh hiện trường cho thấy, chiếc xe loại 7 chỗ do ông Minh điều khiển, đột ngột, rẽ phải, đã va chạm với chiếc xe hai bánh gắn máy do cô Anh điều khiển, khiến cô văng về phía trước. Đầu đập vào trụ đèn và tử nạn, ngày sau đó, các điều tra viên về tai nạn giao thông của công an vẫn cố gắng chứng minh cô Anh điều khiển xe dưới tác động của cồn. Hệ thống y tế đã mở đường cho nỗ lực đó của công an bằng kết luận về kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân nồng độ cồn trong máu là 0,79 mg và công an minh họa thêm bằng việc lấy ảnh chụp buổi liên hoan với bạn bè cùng lớp mà cô Anh tham gia cách đó vài tháng trên Facebook của cô để chứng minh nạn nhân đã dùng thức uống có cồn và đêm trước ngày xảy ra tai nạn. Khi thân nhân của nạn nhân nhờ mạng xã hội hỗ trợ giải oan cho cô. Nhiều người ngoài cuộc tham gia phân tích sự phi lý của cuộc điều tra theo hướng xác định của anh có lỗi. Kể cả ban giám hiệu ngôi trường nơi cô anh từng học, khẳng định cô là học sinh ngoan, giỏi, không dính tới bia rượu, rồi báo giới cử người xác minh thật hư. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận tuyên bố. Hồ sơ liên quan đến nạn nhân thuộc loại mật chỉ cung cấp cho công an, xong cũng chính bệnh viện không thể trả lời được thắc mắc tại sao vợ ông Minh lại có tài liệu mật trước khi kết quả do đo nồng độ cồn trong máu nạn nhân được thông báo với thân nhân của cô để sử dụng kết quả này vào việc giải độc dư luận về chồng trên Facebook. Cứ thế câu chuyện về tai nạn khiến cô Hồ Hoàng An thiệt mạng thúc đẩy công chúng thảo luận nhiều hơn về bất công xã hội. Nếu như dư luận xã hội không chuyển động theo hướng buộc người ta phải ngẫm nghĩ nhiều hơn về thân phận thường dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như đã thấy suốt tháng vừa qua chắc chắn không có chuyện chính quyền tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tổ chức họp báo với sự tham gia của nhiều ban ngành. Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Công an, Sở Y tế để đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đột nhiên thừa nhận có sai sót về việc xét nghiệm máu, nói lời xin lỗi thân nhân cô Hồ Hoàng Anh. Và sau hơn một tháng dằn co với dư luận, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đột ngột bẻ lái chính thức xác nhận ông Hoàng Văn Minh có lỗi. Cô Anh là nạn nhân, cần khởi tố vụ án để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Minh và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý theo thẩm quyền ông minh đã bị khởi tố nhưng cha nạn nhân vẫn còn băn khoăn vì sao diễn biến của việc giải quyết vụ tai nạn mà con ông là nạn nhân lại kỳ quặc như thế vì sao kết quả xét nghiệm máu có thể sai vì sao mẫu máu bị hủy vì sao đã có các video clip dễ dàng xác định đúng sai ngay từ đầu mà công an chỉ tập trung chú ý vào nồng độ cồn trong máu của con ông và chất lượng mũ bảo hiểm mà con ông đã dùng và độ mòn của vỏ xe truy vấn gia đình sao không đồng ý giải phẫu tử thi để xem có ma túy hay độc chất nào khác không tuy có nhiều định nghĩa về công lý nhưng tụ trung công lý là cấu thành từ hai yếu tố đúng đắn và công bằng cả về đạo lý lẫn pháp lý đối với mọi cá nhân không phân biệt nam nữ già trẻ giàu nghèo sang hèn đó cũng là lý do thiên hạ thường dựa vào hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thi pháp luật ở một quốc gia để đoán định nơi ấy có sự hiện diện của công lý hay không. Nếu công lý thật sự hiện hữu tại Việt Nam, việc thụ lý, điều tra vụ án tai nạn đã xảy ra với cô Hồ Hoàng Anh có như đã biết hay không? Chắc chắn là không nếu công lý thật sự hiện hữu tại Việt Nam. Và vì vậy chắc chắn phải đối diện với công lý, nhân viên y tế hay các điều tra viên của lực lượng công an nhân dân sẽ không dám hành xử vô lý đến mức buộc thiên hà phải nghi ngại như vậy. Nếu công lý thật sự hiện hữu tại Việt Nam, chắc chắn các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không điềm nhiên giữ sự bất động lâu như thế. Dẫu đã có không ít dấu hiệu cho thấy các hệ thống trực thuộc, y tế, bảo vệ thực thi pháp luật đang bị lũng đoạn, đã có những cá nhân ở một số ngành khác nhau liên kết với nhau công khai bóp méo diện mạo làm sai lệch bản chất của những hệ thống này thành ra xét cho đến cùng việc khởi tố ông minh chỉ nằm an dân để giữ ổn định chính trị Và sau đây Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả bài bình luận về đời sống cơ khổ của công nhân Việt Nam của tác giả Thái Hạo đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 9 tháng 8 năm 2022. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Đời sống của công nhân Việt Nam Nhân vụ ăn chơi xa hoa của kẻ cầm quyền trên những chiếc du thuyền siêu sang ở Quảng Ninh giữa cảnh các ông chủ đang phải sống như bầy chó đói. Nhớ một bài viết cũ ghi từ đây cái đây 10 năm rồi Bây giờ thì có vẻ như đã tệ hơn. Bỗng nhớ kiệt tác trại súc vật của George Orwell. Cái đây 10 năm, khi vừa tốt nghiệp sau đại học, tôi mang theo những hy vọng và lên đường vào Nam theo lời giới thiệu của một người bạn. Là giảng viên của Đại học Thủ Dầu Một cùng với bộ hồ sơ rất chỉnh chu trên tay. Trong thời gian chờ đợi sau khi nộp hồ sơ, tôi trở lên khu công nghiệp Nam Tân Uyên, nơi có những người bạn của mình đang lao động và ở đó tôi mới một sở thị đời sống của công nhân đặc biệt là công nhân cao su khi hồ sơ của mình cứ chìm mỗi lúc một sâu hơn vào im lặng tôi quyết định ở lại chỗ của bạn bè để tìm một công việc các bạn tôi đều là người cùng quê học phổ thông cùng nhau nhưng vì thi rất đại học nên cứ tứ tán khắp nơi trong đó có một số vì có người quen nên xin được vào làm công nhân cạo mũ cao su ở tân uyên bình dương Mỗi công nhân ở đây có 3 lô ở 3 địa điểm khác nhau trong nông trường. Họ sẽ phải làm tất cả mọi công việc trên 3 lô ấy từ các công đoạn như vệ sinh, quét lá rụng, phát cỏ, chăm sóc cây cho đến việc cạo mũ và thu gom. Mỗi ngày sẽ cạo ở một lô khác nhau theo vòng tròn. Công việc của họ là thức dậy vào lúc 1 2 giờ sáng tùy theo mùa và tự di chuyển vào nông trường để cạo mũ. Cạo xong khoảng 6 giờ, nghỉ ngơi ăn sáng và khoảng vài tiếng sau thì bắt đầu trút mũ vào trong những chiếc thùng khoảng 20 lít. Trong khoảng thời gian đợi cho mũi chảy hết trước khi thu gom này thì họ phải di chuyển tới một vị trí khác có thể gần hoặc cách xa vài km để làm vệ sinh cho bác đựng mũ của ngày hôm trước. Tất cả đều phải tinh tươm, sau khi vệ sinh chén bát xong thì quay về để trút mũ vào những chiếc thùng. Công việc này diễn ra trong khoảng từ 1 cho đến 2 tiếng. Sau đó công nhân đưa mũ về chỗ tập kết, cân và cộng dồn theo tháng. Thu nhập gồm lương cơ bản và sản lượng hàng tháng. Khi tất cả những công việc này đã xong xuôi thì đồng hồ điểm khoảng 12 giờ hoặc 13 giờ và họ trở về nhà, chủ yếu là các gian phòng trọ. Ở đây, nếu người nào ngoan thì sẽ đi ngủ tới 17 giờ đến 18 giờ thì thức dậy ăn tối, ra vô một lát thì ngủ tiếp để nửa đêm đi làm. Nhưng đa số không như vậy, sau khi từ nông trường về, họ sẽ ngủ tới nửa chiều và thức dậy khoảng 15 giờ hoặc 16 giờ để tụ tập, để nhậu. Gần như một tháng sẽ nhậu khoảng đủ 30 ngày như thế. Những cuộc rượu vô bộ ấy diễn ra lâu mau tùy theo bữa nhưng có thể kéo dài hơn 22 giờ đến 23 giờ đêm thì lăn ra ngủ giữa bao nhiêu đồ ăn chai lọ chén bát điện thoại hoặc đồng hồ luôn được hẹn giờ sớm hơn khoảng một tiếng với mức chuông to nhất và chắc chúa nhất chuông kêu đinh tai nhức óc kéo dài có khi cả tiếng thì họ mới có thể lết dậy được và chạy xe máy như người mộng du giữa đêm lạnh miền đông vào trong các lô cao su đời sống tinh thần của họ dường như không có gì ngoài chiếc điện thoại thời ấy chưa nhiều smartphone như bây giờ và các bữa nhậu triền miên. Công nhân cao su về thức đêm và luôn ở dưới bóng rợp của tán rừng và ngủ nốt khoảng thời gian còn lại của ngày trong các phòng trọ tối tăm nên trong họ gầy gò xanh xao, hai mắt sâu hoắm và thường đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mỗi nông trường có nhiều đội, mỗi đội khoảng vài chục công nhân và có một đội trưởng, lương, thưởng và các chế độ của công nhân phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm của vị đội trưởng này. Thu nhập của công nhân chủ yếu ăn theo sản lượng, mà sản lượng lại phụ thuộc vào chất lượng của mỗi lô. Nghĩa là nếu được giao cho một lô, không có mũ thì coi như hỏng. Khoản dư của công nhân sau mỗi năm thường chỉ là món tiền thưởng cuối năm. Và tiền này lại phụ thuộc vào thi đua trong suốt cả năm làm việc. Và người ta có muôn ngàn lý do để kéo một người từ loại A xuống loại C. Thế là phải nịnh, phải quà, phải vắt chân lên cổ để làm hoàn hảo tất cả mọi việc. Một suất công nhân cao su thường thì một người không thể làm xuể mà phải kéo cả vợ, mẹ vợ, em vợ vào làm. Tất nhiên là lương chỉ được một suất. Thời điểm cách đây 10 năm, lương công nhân cao su khá cao so với các nghề khác vì mũ có giá, mỗi tháng khoảng trên dưới 10 triệu đồng thưởng cuối năm giao dao động từ 10 cho đến 30 triệu đồng để giữ được một chân công nhân, người lao động phải huy động nhân lực nhàn rỗi trong gia đình đến việc biếu sáng còn những người một thân một mình thì thường phải thuê thêm người để làm phụ một số công đoạn nào đó có những người lao động nhiều năm để đến tuổi lập gia đình thì lấy một cô công nhân nào đó và họ sinh ra những đứa con trong những phòng trọ tối tăm nhếch nhác thời gian cho con cái gần như không có sau thời gian thai sản những đứa bé thường được gửi về quê cho ông bà nuôi để cha mẹ tiếp tục đi làm khi con được vài ba tháng tuổi thì đưa vào để gửi trẻ cuộc sống đầu tắt mặt tối cùng những áp lực và trình độ văn hóa khiến họ không có thời gian dạy dỗ, trò chuyện và ôm um ấp con cái. Những đứa bé có thể lớn lên trong một môi trường khô khốc. Tôi đã sống cùng họ khoảng 3 tháng và chứng kiến tất cả các thảm trạng của đời sống tối tăm, cơ cực ấy. Nhiều lần tôi có theo họ vào nông trường để xem và tham gia cho khuây khỏa trong lúc tìm việc. Ở đó tôi thật sự ngạc nhiên khi có tới khoảng 80 cho đến 90% công nhân sống trong tình trạng đã ly hôn sau khi lập gia đình. Những đổ vỡ này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có đời sống văn hóa, áp lực mưu sinh và sự tùy tiện trong các mối quan hệ. Nông trường cao su này ở ngay sát các khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Quan sát những giờ tan tầm với đoàn người dài hàng km, gây ủng tắc cả giờ đồng hồ trước khi họ tản dần vào các con ngõ tối để về những khu trọ ẩm thấp và cũng sống một tình trạng gần như công nhân cao su, thấy thật sự ái ngại. Họ đi làm thường là phải tăng ca bắt buộc nhưng chủ yếu là để phục vụ cho các nhu cầu tiêu xài của cá nhân rất vô bổ tuổi thanh niên đã chung vùi trong các nhà máy để đối lại một tương lai không có gì hứa hẹn rất ít người đã vượt lên được môi trường để có một cuộc sống tương đối bình thường đa số yêu đương cặp đôi tùy tiện rồi sống cùng trong các phòng trọ chật hẹp và thường là không cưới nhau hoặc nếu có thì cũng không bền chặt vì thực ra hầu hết đều chưa trưởng thành về nhận thức nếu không nói rằng rất khó để có thể trưởng thành. Khi tôi rời Tân Uyên về vùng đất khác, ở nơi này tôi tiếp xúc những người già, rất già. Có một bà cụ lúc đó đã ngoài 80 tuổi, bà là người trông con cho chúng tôi, còn rất minh mẫn và vui vẻ. Tôi tò mò và được nghe các cụ kể về thời pháp thuộc khi bà đi làm công nhân cho các nông trường thuộc địa. Bà kể rằng ngày xưa một người đi làm cho đồn điền của Pháp thì thường không phải tiêu đến lương tháng, tiền ấy dùng mua vàng để dành vì họ đã cấp đủ gạo, mắm muối, đường và các nhu yếu phẩm đủ cho cả nhà dùng. Con đi học không mất tiền, thậm chí còn bị bắt uống sữa và các loại vitamin định kỳ. Mỗi đêm sẽ có xe tới tận ngã ba đón và chở tất cả vào nông trường làm xong thì xe của nông trường lại chở về nhà. Mỗi công nhân cao su chỉ phải làm một công đoạn. Ai trút mũ thì chỉ trút mũ, ai làm vệ sinh thì chỉ làm vệ sinh. Nói chung đời sống của công nhân rất tốt nhưng không như bây giờ. Cái đây khoảng 3 tháng tôi có dịp trở lại Tân Uyên, cao su đã mất giá mấy năm nay. Công nhân không còn mặn mà nữa, nông trường cũng bị thu hẹp để nhường tất cả cho các khu công nghiệp. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều những công nhân khi họ đang làm việc trong các nhà máy xí nghiệp của cả ta và tàu và tôi hiểu họ đang phải trải qua những gì đời sống của công nhân việt nam đang gặp rất nhiều vấn đề bên cạnh mức sống và đời sống văn hóa tinh thần những người công nhân phải bán sức lao động rẻ mạc của mình cho các công ty nước ngoài và các tập đoàn trong nước và họ đang bị đối xử thiếu nhân văn nhất là về mặt áp lực tinh thần do những người quản lý cấp thấp trực tiếp gây nên những bất công và tình trạng tâm tối mà tầng lớp công nhân Việt Nam đang trải qua là rất khủng khiếp và không thể nhắm mắt làm ngơ bằng cách phủ lên những con số về tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp và vô vàng sự tô vẽ khác. Đã hơn 10 năm trôi qua, đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy nỗi cô đơn của công dân Việt Nam ngay trên quê hương mình. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả lên án của tác giả Amy Trúc Trần đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 10 tháng 8 2022 về những khuất tất trong vụ án của người tử tù Hồ Duy Hải. Mời quý vị cùng theo dõi. Hồ Duy Hải, người tử tù oan, vẫn đang trong ngục tối. Người tử tù ấy đã bị biệt giam trong ngục tù cộng sản suốt hơn chục năm. Không thể quên anh, lại càng không thể quên hình ảnh người mẹ đã lặn lội thân cò ròng rã 14 năm trời để kêu oan khắp nơi cho con trai. Cách đây vài năm, vụ án này tưởng chừng đã có hy vọng khi phóng viên Trương Châu Hữu Danh và những người bạn của anh tìm ra được những chứng cớ ngoại phạm của Hồ Duy Hải và nhiều tình tiết quan trọng khác đủ chứng minh hung thủ là một người khác chứ không phải là Hồ Duy Hải. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn thì chút ánh sáng le lói ấy đã tắt ngấm khi cả nhóm của Trương Châu Hữu Danh vướng vòng lao lý phải lãnh án tù nhiều năm do dám đụng đến điều 331, một điều khoản cấm kỵ đối với nhà cầm quyền Cộng sản. Và từ đó cho đến nay thì vụ án gần như đã bị dư luận lãng quên. Hồ Duy Hải bị biệt giam trong một tối cho đến nay là 14 năm kể từ năm 2008 và cũng là 14 năm người mẹ của anh vất vả đi kêu oan trong vô vọng. 14 năm tuổi xuân của người thanh niên bị chôn vùi sâu trong sắt, không một cơ quan nào đoái hoài. Dấu vân tay tại hiện trường vốn không phải là của Hồ Duy Hải, vật chứng gây án thì được công an đi mua ngoài chợ rốt cuộc thì hồ duy hải đang lãnh án tử hay thay cho ai là con cháu của ông quan bà quan lớn nào một dấu hỏi không lời đáp suốt hơn chục năm thương cho hồ duy hải và thương cho những phận người thấp cổ bé họng trong một xã hội vô pháp vô thiên hãy đồng hành và lên tiếng biết đâu chừng công lý có thể quay lại với người tử tù và người mẹ đáng thương kia tự do cho hồ duy hải công lý cho hồ duy hải Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt Thiên Hà xin gửi đến quý vị Bài viết về rằm tháng 7 Tội ác chim phóng sinh do Facebooker Việt Châu Nguyễn Sưu tầm và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân Ngày 11 tháng 8 Mời quý vị cùng theo dõi Rằm tháng 7 và tội ác chim phóng sinh Tôi không phải là người mộ đạo Tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện nhưng mỗi năm Tết và trầm tháng 7 tôi đều đi chùa Và mỗi năm tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau Nỗi đau của chim xa lưới, chim trong lòng Người ta cho thuốc vào để chim yếu Chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa và 5 phút nữa thôi Sẽ lại bị bắt về để bán cho một người khác Chú chim cuối cùng này cũng không đủ sức để bò ra khỏi lòng nói chi bay. Người phóng sinh chờ lâu quá đành treo lồng lên cành cây. Không biết có phải kiếp trước tôi là chim hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lòng ấy. Hôm nay cũng thế tôi lại đứng trước lũ chim. Chúng khóc, chúng van xin tôi đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên nhau. Đứa gãy cánh, đứa què giò. Có một con ứa nước mắt nói với tôi rằng Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lòng này hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào bốn lần rồi tôi đau mệt tôi không thể bay xin đừng cho tôi hy vọng một con chim khác lại nói nếu không ai mua họ sẽ không làm vậy họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc chúng tôi không thể bay xa cho dù bạn thả ra chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán và lại bị bắt nếu bạn không mua họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi sẽ không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó. Làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm ơn. Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim. Nhẫn tâm cua tay vào cái lồng đặc nghẹt, hút từng nắm, lũ chim bị bóp chặt. Mỏ con này chọc vào mắt con kia. Trong cơn cua quạo, móng con này cấu vào đầu con kia. Chúng la hét, dậy dụa, rỉ máu. Chúng đau đớn, chúng la, đừng đừng. Hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên. Chú chim này rời lồng được khoảng nửa mét, phải nằm bẹp khoảng 10 phút mới loạn choạng bay được thêm một đoạn ngắn, chắc chắn lại bị bắt nhốt tiếp. Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó. Như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh. Ngày xưa, Đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá, mua cá và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mua cầu cuộc sống. Rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy về để thả. Đó gọi là làm phúc. Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà là để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung. Do đó, việc bạn đang làm là ác. Vì bạn đang xúi dục họ bắt hành hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền về việc làm đó có thiện có phúc hay không có thể bạn nói rằng ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy cũng đâu khác gì ngày xưa thật ra nó khác rất khác vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp và khi bạn thả là nó sẽ được tung cánh bay xa Được về với gia đình của nó Còn ngày nay nếu bạn để ý kỹ Những con chim phóng sinh là những con xe sẻ nhỏ Hoặc loài chim én Hoặc chim yến Những con chim bé nhỏ vô tội Chỉ bị bắt vì một lý do duy nhất Bắt để bán cho những người phóng sinh Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu Chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa Và 5 phút nữa thôi sẽ lại bị bắt về Để bán cho một người khác Tôi đứng đó ứa nước mắt và từ sĩ vã mình hèn hạ vì đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà dơ cao đưa ra trước Đức Phật cầu nguyện và mở nắp lũ chim đứng yên không hề muốn bay ra. Người đàn bà phóng sinh thò tay mập mạp bắt từng con thả ra. Chúng bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó. Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt. Thật sự nếu không ai mua thì vài ngày sau cũng sẽ phải thả nó về với trời. Đằng này cứ hết người này đến người khác tới mua nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết. Thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần. Truyền thống chim phóng sinh, giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa, xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội những người phóng sinh xin đừng đưa tiền đừng tiếp tay cho hành động độc ác nọ xin thương lấy lũ chim đó cũng là một sinh mạng làm ơn xin đừng phóng sinh phút đâu chưa thấy nhưng trước mắt đó là một tội ác đối với những chú chim nhỏ bé đáng thương Tiết mục vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần, phát sóng trên Facebook và Youtube. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info at tv Thiên Hà cùng Việt Live xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai.